đến chúng ta. Cổ nhân có câu nhân chi sơ tính bản thiện, không chỉ đơn thuần là một lý thuyết mà còn là sự phản ánh chân thực về bản chất của con người. Khi mới chào đời, mỗi người đều được trang bị với một bản tính trong sáng đầy thiện lương. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi người đều có khả năng trở thành người tốt, đóng góp vào xã hội và mang lại niềm hạnh phúc cho mọi người xung quanh tuy nhiên cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm và thuận lợi dưới sự tác động của môi trường xã hội gia đình và các yếu tố khác có những người có thể giữ vững lòng kiên trung trân trọng những giá trị đạo đức và trở thành những con người tốt lành nhưng cũng có những người dưới áp lực của cuộc sống biến cố và những trải nghiệm tiêu cực dần dần mất đi sự trong sáng ban đầu và trở thành những kẻ xấu hành động với tư cách ích kỷ và không đạo đức điều quan trọng không chỉ là bản tính ban đầu mà mỗi người mang trong lòng mà còn là khả năng tự chủ và kiểm soát bản thân trước những ảnh hưởng từ bên ngoài đạo đức lòng nhân ái và ý chí kiên trung là những yếu tố quan trọng giúp con người duy trì và phát triển bản tính lương thiện đồng thời tránh xa được sự biến chất và rơi vào con đường xấu xa cuộc sống hiện đại đem lại cho chúng ta nhiều cơ hội và tiện ích nhưng cũng đồng thời đặt lên vai chúng ta nhiều áp lực và trách nhiệm mỗi ngày chúng ta phải đối mặt với hàng loạt công việc mục tiêu và áp lực từ xã hội gia đình và bản thân dù cực khổ ra sao dù mệt mỏi đến đâu công việc vẫn đòi hỏi chúng ta phải vận động phải cống hiến một phần lớn thời gian và nỗ lực của cuộc đời nỗi lo toan về tài chính cũng là một phần đáng lo toan trong cuộc sống hiện nay dù chúng ta gom góp tích trữ tiết kiệm bao nhiêu cũng không thể đem lại cảm giác đầy đủ an tâm mỗi khoản tiền bạc được kiếm được thường đều bị đổ vào những chi phí cần thiết và thỉnh thoảng những khoản tiết kiệm cũng phải dùng để giải quyết những vấn đề khẩn cấp trong cuộc sống mặc dù có những lúc cảm thấy mệt mỏi và bất lực trước những khó khăn của cuộc sống nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục bước đi không ngừng nghỉ ngơi không ngừng hy vọng và nỗ lực dù không thể có được sự giàu có về vật chất nhưng chúng ta vẫn có thể trở nên giàu có về tinh thần bằng cách đánh giá cao những giá trị đích thực trong cuộc sống và tận hưởng những khoảnh khắc đơn giản nhưng ý nghĩa. Cuộc đời như một cuộc hành trình dài, đầy những thử thách và khó khăn, mà không phải lúc nào cũng có thể tránh khỏi những đau khổ, dốc ngã. Dù ta có cẩn trọng đến đâu, lỗ hổng vẫn luôn tiềm ẩn, chờ đợi để chạm phải. Một đời dành cho việc nhẫn nhục, nhường nhịn và lo lắng, dù ta có đọc sách đến đâu cảm nhận ứng dụng thông minh như thế nào cuối cùng cũng không thể tránh khỏi sự thật rằng thế giới rộng lớn này vẫn có thể đặt ra những thách thức không lường trước được thiệt thòi và khổ đau ít nhiều luôn là điều mà chúng ta phải gánh chịu con người dù lớn lao hay là bé nhỏ đều phải đối diện với những gốc khuất của cuộc sống và đôi khi những gánh nặng không hề nhẹ tuy nhiên không phải mọi điều đều nên được xem quá nặng nề trên cuộc đời này không phải mọi chuyện đều như ý và không phải lúc nào cũng có thể điều khiển được tất cả đôi khi chúng ta cần nhớ rằng không nên chèn ép bản thân mình quá mức dù đã cố gắng hết sức đặt ra tất cả niềm tin và hy vọng nhưng kết quả có thể không luôn như chúng ta mong muốn trong những lúc đó điều quan trọng là biết vui vẻ đón nhận nhìn nhận mọi thứ với tinh thần lạc quan cuộc sống không chỉ là việc việc đạt được mục tiêu mà còn là cách chúng ta chấp nhận và đối diện với thất bại và thách thức cuộc sống đẹp đẽ và phong phú như một bức tranh lớn không chỉ gồm những game màu tươi sáng mà còn có cả những đợt sóng biển dữ dội đúng sai tốt xấu đều là những bài học quý giá mà chúng ta có được từ cuộc sống này. Chúng không chỉ là những dấu vết trên con đường mà còn là những phong cảnh đẹp đẽ trên bức tranh đời thường. Tâm an, một trạng thái tinh thần lý tưởng mà chúng ta nên hướng tới bởi khi tâm hồn được bình an, hạnh phúc tự nhiên sẽ hiện hữu. Dù cuộc sống có trôi qua bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu sóng gió, chỉ cần tâm an chúng ta vẫn có thể tìm thấy niềm vui và hạnh phúc ẩn dấu ở khắp mọi nơi dù lo lắng xa xôi cho những chuyện về thiên trường địa cửu nhưng điều quan trọng là giữ lấy sự bình an cho tâm hồn tại khoảnh khắc hiện tại cuộc sống vẫn luôn trôi đi không ngừng không dừng lại và chúng ta chỉ có thể thực sự sống và trải nghiệm nó khi chấp nhận và yên bình trong bản thân Lương thiện không phải là mềm yếu hay là khờ khạo, nó là bản tính nguyên sơ của sinh mệnh con người. Vậy nên nếu cuộc sống này bắt ta lựa chọn, đừng ngại ngùng khi lựa chọn trở thành người thiện lương. Ta chọn lương thiện không phải vì ta mềm yếu, mà bởi vì ta hiểu rằng lương thiện là bản tính nguyên sơ của con người. Nhân chi sơ tính bổn thiện, làm người thì không thể chọn con đường trở thành kẻ ác, người ác tất sẽ có báo ứng ta chọn nhường nhịn không có nghĩa là ta bị thụt lùi mà vì ta hiểu rằng một sự nhịn thì chính sự lành nhịn một chút sống yên biển lặng lùi một chút biển rộng trời cao ta chọn tha thứ không phải vì ta nhu nhược mà bởi vì ta hiểu rằng tha thứ là một trong những đức tính tốt đẹp nhất trên đời này không bao giờ là sai cả ta lựa chọn tha thứ còn là một nguyên nhân nữa không phải vì ta không giữ vững lập trường mà bởi vì ta hiểu rằng mọi chuyện không nên làm tận làm tuyệt ta chọn khờ khạo không phải vì ta khờ khạo thật mà bởi vì ta hiểu rằng khi đối diện với hiểu lầm oán ức bất công thì không nên so đo tính toán quá cứ nở nụ cười mà lặng nhìn thế thái nhân tình đôi khi giả ngốc không phải là ngốc thật, mà chỉ là muốn cấp cho đối phương thêm một cơ hội nữa. Ta chọn chân thành và nói lời thẳng thắn là bởi vì ta hiểu rằng những lời nói dối trái với lương tâm chỉ dùng để đối phó tình huống, trong khi thật lòng đối đãi nói lời chân tình mới thật sự giải quyết tận gốc vấn đề và không có hậu quả về sau. Ta trân trọng nghĩa tình không phải vì ta quỷ lụy mà bởi vì không nhất thiết phải dứt bỏ khoảng thời gian tốt đẹp giữa chúng ta. Cuộc đời là một cuộc hành trình đầy những bất ngờ và thách thức không ngừng. Dù ta có muốn hay không, những điều không lường trước vẫn tồn tại và chúng thường xuất hiện vào những thời điểm mà ta ít ngờ tới nhất. Nhưng điều quan trọng không chỉ là những gì cuộc đời mang lại cho chúng ta, mà còn là cách chúng ta đối diện và phản ứng với những thách thức đó bản tính con người đó mới thực sự là yếu tố quyết định trong cuộc đời này khi gặp phải khó khăn có những người sẽ đánh bại nó bằng sức mạnh của ý chí và kiên nhẫn trong khi những người khác có thể từ bỏ dưới áp lực sự kiên trì lòng kiên nhẫn và khả năng thích ứng là những phẩm chất quan trọng giúp chúng ta vượt qua mọi gian nan trong cuộc sống mỗi người có một cách đối diện và xử lý cuộc đời riêng biệt phản ánh bản tính và giá trị của mình đôi khi những thử thách này cũng là cơ hội để chúng ta khám phá và phát triển những khía cạnh mới của bản thân mình dù cuộc đời có phức tạp đến đâu chúng ta vẫn có thể tìm thấy sức mạnh bên trong mình để vượt qua mọi khó khăn và sống một cuộc sống ý nghĩa và trọn vẹn. Trong cuộc sống này, mỗi sự lựa chọn mà chúng ta đưa ra đều là một phần của hành trình trưởng thành và sự phát triển cá nhân. Dù là quyết định lớn hay là nhỏ, mỗi bước đi đều giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản thân và thế giới xung quanh mình. Nhưng điều quan trọng không chỉ là việc chọn lựa, mà còn là tinh thần và nguồn gốc của sự quyết định. Sự thiện lương thực sự không chỉ đơn giản là việc làm những điều tốt đẹp bên ngoài, mà còn là việc thúc đẩy chúng ta hành động dựa trên những giá trị và nguyên tắc đích thực bên trong. Khi những hành động của chúng ta được thúc đẩy bởi lòng tốt và lòng trung thành, chúng sẽ mang lại những kết quả tích cực và lâu dài hơn cho cả bản thân và cộng đồng xung quanh. Nhìn vào bản chất, sự thiện lương thực sự là việc làm những điều xuất phát từ trái tim và tâm hồn của mỗi người đó là việc chúng ta không chỉ làm những điều đúng trong mắt của người khác mà còn là những hành động chân thành và tôn trọng bản thân mình bằng cách này chúng ta không chỉ trở nên tốt hơn về mặt cá nhân mà còn góp phần vào sự nâng cao của xã hội xung quanh vậy cho nên dù đứng trước bất kỳ lựa chọn nào hãy luôn nhớ rằng sự thiện lương thực sự là chìa khóa để mở ra những cánh cửa của trải nghiệm và sự trưởng thành trong cuộc sống chỉ khi hành động từ lòng tốt bên trong chúng ta mới thực sự có thể đạt được ý nghĩa và hạnh phúc trong hành trình của mình trong cuộc sống này vai trò của suy nghĩ và hành động không thể phủ nhận khi nó định hình nhân cách và định hình con người chúng ta trưởng thành việc trở thành người tốt hay là kẻ xấu không phụ thuộc vào số phận hay là vận mệnh mà chủ yếu dựa vào quyết định và hành động của mỗi người mỗi người đều có khả năng chọn lựa và quyết định con đường mình muốn đi nếu họ chọn theo đuổi con đường của sự tốt lành họ sẽ tạo ra những hành động tích cực và tạo ra những tác động tích cực trong xã hội tuy nhiên nếu họ quyết định theo đuổi đường lối của cá nhân lợi ích và tự ái họ có thể trở thành những kẻ xấu trong mắt của người khác không phải lúc nào cũng dễ dàng trở thành người tốt và có những lý do cá nhân hoặc môi trường xã hội có thể khiến cho một người không thể thực hiện được điều đó trong những tình huống như vậy nếu không có sự phân biệt và kiểm soát người ta có thể dễ dàng bị cuốn vào dũng lầy của độc hại và trở thành một kẻ xấu điều quan trọng là chúng ta luôn có sự lựa chọn và khả năng thay đổi. Ngay cả khi đã rơi vào tình trạng tiêu cực, chúng ta vẫn có thể quay trở lại và chọn con đường của sự tốt lành. Quan trọng nhất là nhận ra trách nhiệm của mình và hành động để thay đổi và cải thiện bản thân mỗi ngày. Vậy cho nên, suy nghĩ và hành động của mỗi người là chìa khóa để mở ra cánh cửa của con đường mà họ muốn đi. Hãy luôn nhớ rằng, trở thành người tốt hay là kẻ xấu là quyết định của chính bạn, và mọi sự thay đổi đều bắt đầu từ bên trong. Thế nhưng, trước khi chuẩn bị biến chất, xin đừng quên, trên đời này còn có luật nhân quả. Hãy cứ gieo rắc điều ác nếu như không sợ bị báo ứng. Lương thiện không bao giờ là biểu hiện của sự yếu mềm hay là khờ khạo mà thực sự là dấu hiệu của sự mạnh mẽ và sâu sắc trong tâm hồn con người nó không phải là sự tỏ ra ngu xuẩn hay dễ bị lợi dụng mà chính là khả năng nhìn nhận thế giới qua con mắt của lòng tốt và lòng trung thành bản tính nguyên sơ của mỗi con người đều chứa đựng trong đó một tinh thần lương thiện và hiếu khách tuy nhiên đôi khi áp lực xã hội cuộc sống hiện đại và các giá trị vật chất có thể làm cho chúng ta mất đi khả năng này nhưng điều quan trọng là dù trong cuộc sống hối hả ta vẫn có thể chọn lựa trở lại con đường của sự lương thiện tại sao không chọn làm một người lương thiện khi đó chúng ta đang chọn sống đúng với bản tính của mình bởi vì trong sự lương thiện chúng ta tìm thấy sự bền dững và an ổn không chỉ cho bản thân mà còn cho cả xã hội xung quanh được sống trong lòng tốt và đối xử với mọi người một cách công bằng đó mới thực sự là con đường mang lại hạnh phúc và ý nghĩa cho cuộc sống chúng ta không nên lựa chọn đánh đổi lòng tốt và sự lương thiện chỉ để theo đuổi thành công về mặt vật chất bởi vì trong cuộc sống này giá trị thực sự không chỉ đến từ những gì chúng ta có được mà còn từ những gì chúng ta mang lại và làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn hãy tin tưởng vào sức mạnh của sự lương thiện và chọn lựa sống đúng với bản tính sẵn có của mình đó mới thực sự là con đường dẫn đến hạnh phúc và thịnh vượng đích thực trong cuộc sống này chẳng phải vì sự yếu mềm hay là khờ khạo mà người ta mới lựa chọn trở thành người lương thiện thực tế sự lương thiện thường đi kèm với sức mạnh và lòng can đảm không phải là biểu hiện của sự yếu đuối đừng nên nghĩ rằng sự khờ khạo là dấu hiệu của sự ngốc nghếch. Trong thế giới này có những tình huống mà sự thông minh và khôn ngoan quá mức cũng có thể trở thành một cái tội. Đôi khi vì quá thông minh có thể dẫn đến sự tàn ác và bất lương, khiến cho người ta lạc lối trong vùng đất của lòng ác và sự ích kỷ. Sự lương thiện không phụ thuộc vào cấp độ thông minh hay là sức mạnh mà chủ yếu là từ trái tim và tinh thần của mỗi người nó là khả năng nhìn nhận thế giới với trái tim ấm áp và tình thương và đưa ra những quyết định và hành động dựa trên giá trị và đạo đức do đó không nên đánh giá người khác qua các tiêu chuẩn hẹp hòi và đôi khi gần như là phi lý sự lương thiện không phải là sự yếu đuối và sự khờ khạo không phải là sự ngốc nghếch hãy hướng tới sự thấu hiểu và tôn trọng đối với nhau bởi đó mới thực sự là con đường dẫn đến một cộng đồng và một thế giới tốt đẹp hơn khi cứ suốt ngày đi so đo tính toán từng ly từng tí một chúng ta có được gì có phải chúng ta đang mất đi những khoảnh khắc thực sự đáng giá trong cuộc sống này thay vì sự hài lòng và bình an chúng ta lại thường cảm thấy căng thẳng và lo lắng về những thứ không đáng lo ngại đối diện với những hiểu lầm và nỗi oan ức trong cuộc sống chúng ta sẽ ra sao liệu việc tự hỏi tại sao và tìm kiếm lời giải đáp có thể giúp chúng ta thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực này hay không có lẽ thay vì tìm kiếm lời giải mọi thứ đôi khi chúng ta chỉ cần chấp nhận và tiếp tục đi tiếp có những lúc trong cuộc sống đòi hỏi chúng ta phải lặng lẽ mỉm cười cho qua đôi khi việc này không phải là sự thoái trào hay là sự chấp nhận thất bại mà là biểu hiện của sự mạnh mẽ và kiên nhẫn bởi khi chúng ta học được cách nhẹ nhàng đối mặt và vượt qua những khó khăn cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều vậy cho nên đừng để bản thân mình bị cuốn vào vòng xoáy của so sánh và lo lắng vô bổ hãy học cách thưởng thức những khoảnh khắc đơn giản và ấm áp trong cuộc sống và biết khi nào cần phải buông bỏ và tiếp tục đi tiếp bởi cuộc sống không phải luôn luôn phức tạp và đôi khi sự bình yên chỉ đơn giản là một nụ cười nhỏ của chính mình ta có thể dễ dàng nói những lời hoa mỹ trái với lương tâm để xua đuổi những tình huống khó khăn trước mắt nhưng ta biết rằng dù thế nào đi chăng nữa, thuốc đắng giả thật và chúng ta sẽ phải đối mặt với hậu quả của những hành động không chân thành. Thay vì tránh né và che giấu sự thật, ta sẽ lựa chọn đối diện thẳng thắn với mọi tình huống. Ta sẽ không lặng lẽ chấp nhận những điều không công bằng và không đúng đắn, mà sẽ đứng lên và nói lời chân thành bất kể có khó khăn đến đâu. Bằng cách này, chúng ta không chỉ giải quyết được nguyên nhân gốc rễ của vấn đề mà còn tạo ra một môi trường trung thực và minh bạch chúng ta không để lại những hậu quả tiêu cực về sau mà thay vào đó xây dựng sự tin cậy và tôn trọng trong các mối quan hệ cuộc sống không phải luôn luôn êm đềm và đôi khi chúng ta phải đối mặt với những quyết định khó khăn nhưng khi chúng ta giữ vững lương tâm và nói lời chân thành chúng ta sẽ luôn đi đúng hướng và vượt qua mọi thách thức một cách mạnh mẽ và tự tin lương thiện không phải là một phẩm chất xa xỉ mà chính là bản tính vốn có trong mỗi con người mỗi người đều mang trong mình một lò gạch lương thiện và việc giữ gìn hoặc đánh mất nó là do sự lựa chọn của từng người thay vì tự hỏi ai cho ta lương thiện chúng ta nên tập trung vào cách tự biến mình thành người lương thiện điều này không nhất thiết phải là những hành động lớn lao mà có thể là những điều nhỏ nhặt hàng ngày đó là sự lắng nghe sự tử tế và sự thông cảm đối với người khác bởi vì bản tính lương thiện sẽ quyết định thái độ của chúng ta và thái độ lại là yếu tố quyết định cuộc sống của chúng ta một tâm hồn lương thiện sẽ tạo ra những hành động tích cực tạo ra những mối quan hệ tốt đẹp và mang lại hạnh phúc và ý nghĩa trong cuộc sống xin hãy nhớ rằng mỗi hành động nhỏ của chúng ta đều có thể tạo ra những dấu ấn lớn trong cuộc sống của người khác kính thưa quý phật tử và các bạn mỗi ngày tháng qua đi ta gặp gỡ không biết bao nhiêu là người và đó chính là nhân duyên trong cuộc sống người ta chia ra hai loại nhân duyên bao gồm thiện duyên và ác duyên Ta có thể hiểu rằng ác duyên là những mối quan hệ theo kiểu khoan gia, gặp ta để cản trở, gây khó dễ, chuốt thêm thù hận, còn thiện duyên thì chính là mang đến cho người ta sự tốt lành, may mắn, hỗ trợ. Khi bạn trao đi thiện lương, có thể bạn sẽ không nhận được sự báo đáp ngay trước mắt, nhưng nhất định vào một thời điểm, khi duyên lành hội đủ, bạn có thể gặp được quý nhân của mình những lúc ấy có khi tiền bạc châu báu hay của cải chất đầy cũng chẳng thể giúp được ta nhưng thiền duyên lại hoàn toàn có thể đó là nội dung xung quanh vấn đề gieo thiền duyên gặt được dương lành một đời sống an yên kính mời quý phật tử và các bạn cùng theo dõi thiền duyên của một người không phải truy cầu rồi mà có hoặc ngồi im đợi mà đến nó là một mối quan hệ qua lại bạn cho đi tấm lòng thiện lương thì sẽ kết được những mối thiện duyên không ngờ nhất. Vậy là thiện duyên có thể khiến những điều tưởng chừng như không bao giờ xảy ra cũng có thể trở thành sự thật. Sau đây là câu chuyện về hòn đá sang được sông. Có một lần Đức Phật dẫn các đồ đệ đi truyền pháp và hóa duyên. Vừa tới một bờ sông lớn, nước chảy cuồn cuộn. Đức Phật hỏi các đồ đệ rằng bây giờ nếu ta ném hòn đá này xuống sông nó sẽ chìm hay nổi đây các đệ tử đồng thanh trả lời thưa đức thế tôn hòn đá sẽ chìm ạ à. đức phật cho hay vậy là hòn đá này không có thiện duyên rồi đệ tử của ngài càng tò mò vì sao đức phật lại nhắc chuyện thiền duyên với một hòn đá vô tri bên sông lúc này ngài tiếp lời vậy các con hãy cho ta biết vì sao khối đá tảng rộng ba thước vuông đặt trên nước mà không bị chìm không bị dính một giọt nước nào mà lại còn có thể qua sông các đệ tử trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu nhưng không ai nói ra được nguyên nhân vì sao cả cuối cùng đức phật bèn giải thích chuyện này xem ra rất đơn giản tảng đá ấy có thiện duyên nên mới qua được sông mà không chìm thiện duyên của nó là gì chính là con đò ngang tảng đá được đặt trên con đò nó qua sông dễ dàng không bị chìm cũng chẳng bị ướt lời phật dạy về kết thiện duyên trên đây cho ta bài học thật thú vị khi một hòn đá tưởng rằng đương nhiên sẽ chìm nhưng nó lại qua sông cũng chẳng dính nước là gì nó đã kết được thiện duyên với con thuyền ở đây có thể nói con thuyền chính là quý nhân của hòn đá vô tri phải chăng đã kia chính là nhờ đã từng gieo nhân thiện mà gặp được quả lành vậy là những gì khó khăn tai họa luôn có khả năng ập đến với chúng ta bất cứ khi nào thì đối với những người đã kết thiện duyên rộng rãi thường được giúp đỡ gặp họa quả, quả lành lời phật dạy về kết thiện duyên nhắc nhở chúng ta nên xem trọng các mối quan hệ diễn ra xung quanh mình nên lựa chọn cho mình một người thầy tốt một người xếp tốt, một đồng nghiệp tốt, bạn bè tốt, đó cũng chính là thiện duyên rồi. Sau đây là cách có thêm thiện duyên. Thứ nhất là trở nên tuyệt tình. giữa người với người có thể gần cũng có thể xa, giữa việc với việc có thể phức tạp cũng có thể giản đơn, tình cảm trong đời có thể sâu cũng có thể cạn. đừng mong cầu mọi người đối xử với mình đặc biệt cũng chẳng nên hy vọng họ sẽ bớt đi những toan tính. Thông thường khi người ta nói mình chửi mình một câu, thì phải nói lại, chửi lại hai ba câu mới là giỏi. Thật ra chỉ có người yếu đuối mới làm như vậy. Còn người nhịn được, không nói, không chửi lại, đó mới là người có bản lĩnh. Khi tôi lên 8 hay là 9 tuổi gì đó, tôi nhớ thỉnh thoảng mẹ tôi vẫn nướng bánh mì cháy khét một tối nọ, mẹ tôi về nhà sau một ngày làm việc dài, và bà làm bữa tối cho cha con tôi. Bà dọn ra bàn, dài lát bánh mì nướng cháy, không phải cháy xém bình thường mà là cháy đen như than. Tôi ngồi nhìn những lát bánh mì và đợi xem có ai nhận ra điều bất thường của chúng và lên tiếng hay không. Nhưng cha tôi chỉ ăn miếng bánh của ông và hỏi tôi về bài tập cũng như những việc ở trường học như mọi hôm. Tôi không còn nhớ tôi đã nói gì với ông hôm đó. Nhưng tôi nhớ đã nghe mẹ tôi xin lỗi ông làm gì đã làm cháy bánh mì. Và tôi không bao giờ quên được những gì cha tôi nói với mẹ tôi. Em à, anh thích bánh mì cháy mà. Đêm đó, tôi đến bên chúc cha tôi ngủ ngon và hỏi có phải thực sự ông thích bánh mì cháy hay không. Cha tôi khoát tay qua vai tôi và nói rằng Mẹ con á đã làm việc vất vả cả ngày và mẹ rất mệt. Một lát bánh mì cháy chẳng thể làm hại ai con à. Nhưng có biết điều gì thực sự gây tổn thương cho người khác không? Những lời chê bai trách móc cai nghiệt đó. Rồi ông nói tiếp. Con biết đó, cuộc đời đầy rẫy những thứ không hoàn hảo và những con người không toàn diện Cha cũng khá tệ trong rất nhiều việc. Chẳng hạn như cha chẳng thể nhớ được sinh nhật hay là ngày kỷ niệm như một số người khác. Điều mà cha học được qua nhiều năm tháng đó là học cách chấp nhận sai sót của người khác và chọn cách ủng hộ những khác biệt của họ. Đó là chìa khóa quan trọng nhất để tạo nên một mối quan hệ lành mạnh, trưởng thành và bền vững con ạ. À. Cuộc đời rất ngắn ngủi để thức dậy với những hối tiếc và khó chịu hãy yêu quý những người cư xử tốt với con và hãy cảm thông với những người chưa làm được điều đó thưa các bạn trong cuộc sống bạn cần phải biết học cách cảm thông đối với điểm yếu điểm hạn chế của người khác cảm thông với cuộc sống tính cách của mọi người trong gia đình bạn bè vợ chồng sẽ giúp cho bạn có một cuộc sống dung quà xung quanh sự cảm thông bí quyết nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình Câu chuyện cực ngắn, miếng bánh mì cháy, đó là bài học về sự cảm thông giữa con người với con người. Sẽ có không ít người vì ác duyên trước kia mà nay làm điều sai quấy với ta. Nhưng đáp lại điều đó, ta vẫn nên thể hiện sự an nhiên, cũng chớ nên tuyệt tình. Người với người gặp nhau cũng là cái duyên, đừng vì một sự cố mà trở nên tuyệt tình hay thậm chí là dồn họ tới đường cùng đôi khi không cần trắng đen quá rõ ràng, vì điều này thường gây ra tổn thương cho người khác. Có một số người giận hờn vài ngày đã quên hết sạch trơn, có những nỗi đau mới đó đã tan biến, có những hoàn cảnh nhờ chịu chút thương đau mà trở nên kiên cường. Bởi kết quán thù thì dễ mà dung sới tình tương giao mới khó biết bao. Ai cũng có điểm mà ta không ưng ý, không vừa lòng. Vì thế, chuyện gì cũng cần biết cảm thông, bỏ qua, đừng nên cố chấp trong lòng làm gì. gõ như vậy mới dễ kết thiền duyên, có cơ hội xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người. Thứ hai, chính bạn cũng mang tới thiền duyên cho người khác. Thiện lương dẫu không thể mang lại bất cứ hồi báo vật chất nào, cũng không thể khiến bạn sau một đêm trở thành dĩ nhân nhưng lại có thể đem đến cho bất cứ ai một cảm giác bình yên và thanh thản trong lòng thiện lương là đỉnh cao của trí tuệ vì đó không phải là việc cứ muốn là có thể làm được nhất là khi ta gặp ác duyên gặp những kẻ gieo cho ta buồn bực khổ đau nếu không có trí tuệ soi sáng ta sẽ lầm đường lạc lối vì trong tâm sẽ toàn là hận thù muốn báo quán cứ như thế Ác duyên cứ lặp đi lặp lại hết đời này sang đời khác. Do đó giữa người với người thêm một chút cảm thông, thêm một phần thấu hiểu thì tự khắc tâm rộng rãi, lòng bao la, trời đất cũng ứng theo mà giao hòa, cuộc sống cũng nhẹ nhàng, thanh đạm, an yên. Có một vị doanh nhân thường lặng lẽ gửi tiền ủng hộ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mặc dù vậy ông không bao giờ xuất hiện mà luôn nhờ người khác liên hệ giúp mình bởi ông không muốn các em biết mình là ai. Có người không hiểu, hỏi nguyên cớ gì sao? Ông đáp, một là để giữ gìn sự tôn nghiêm cho các em, để các em được giúp đỡ với lòng tự tôn, hay là để các em không mang gánh nặng tư tưởng khi nghĩ tới việc báo đáp tôi như thế nào. Người ấy vẫn không hiểu, lại hỏi rằng, thế anh mong cầu điều gì? Ông nói, nếu chỉ để mong cầu thì có lẽ tôi không làm việc ấy những năm qua công ty tôi làm ăn khá thuận lợi từ công ty nhỏ thành công ty lớn từ công ty yếu thành công ty mạnh tôi luôn tự hỏi phải chăng đó là ưu ái mà ông trời dành cho mình bởi vậy tôi làm chút việc tốt không phải vì muốn nổi danh mà chỉ là để mình xứng đáng hơn thưa các bạn kỳ thực những gì bạn làm cho người khác cũng chính là làm cho bản thân mình. Cho yêu thương, bạn sẽ gặt hái yêu thương. Trao hy vọng, bạn sẽ tăng thêm hy vọng. Vậy cho nên, nếu bạn muốn được yêu thương, thì trước tiên hãy yêu thương người khác. Nếu bạn muốn người khác đối xử tốt với mình, trước tiên hãy đối xử tốt với họ. Sinh mệnh giống như một tiếng vọng. Bạn dành lương thiện cho người khác, cuối cùng thiện lương quay trở về bên bạn dù bạn đối xử tốt với ai thì nhìn xa hơn thực ra lại là tốt với chính mình khi bạn phát hiện thấy từng cành cây ngọn cỏ từng bông hoa đều đang mỉm cười với bạn khi bạn phát hiện ra rằng mọi chuyện đều hanh thông thuận lợi khi bạn phát hiện ra những người xung quanh ngày càng yêu mến bạn thì đó chính là tiếng vọng lại của thiền lương Thứ ba là biết trân trọng nhân duyên. Khi tìm được nhân duyên tốt nhất định phải giữ lấy họ bên mình. Trân trọng từng người đã xuất hiện trong cuộc đời của ta. Ngược lại, nếu duyên ác thì ta cũng cần biết tìm cách quá giải, chứ đừng nên xem thường. Khi ở cùng người khác, cho dù chỉ là một khoảng thời gian bằng cái chớp mắt, cũng phải đem tấm lòng lương thiện truyền cho đối phương. Đây chính là cách quý trọng duyên tốt nhất lời phật dạy về kết thuyền duyên trên đây giúp chúng ta ý thức được rằng trong hành trình của cuộc đời chúng ta gặp rất nhiều người khác nhau rồi cuối cùng họ trở thành khách qua đường cũng có người trở thành người quen biết bạn thân thậm chí là người yêu đời người có quá nhiều điều không thể biết được chỉ một ý niệm trong đầu một lần quyết định sẽ có thể nắm được hoặc bỏ qua một lần nhân duyên tiếp nhận một ai một điều gì đều là vì duyên, mà bỏ qua cũng là vì duyên. Hết thải đều là do duyên đã định trước. Trong sinh mệnh là như vậy, và trong cuộc sống cũng là như thế. Nhưng dù sao cũng phải trân trọng, đối xử tốt với họ. Biết đâu có ngại, họ sẽ trở thành quý nhân của ta không chừng. Có một câu chuyện bắt đầu vào năm 2012. Cô gái mỗi ngày phải đẩy chiếc xe ba bánh để đi bán hàng trên vỉa hè kiếm tiền nuôi người mẹ bị bệnh nặng và cậu em trai đang học đại học của mình cô gái bày hai ba cái bàn bên đường rồi bắt đầu buôn bán gặp những lúc bán đắt hàng thì cô còn kiếm được vài trăm ngàn còn khí ế khách thì chỉ đủ tiền ăn nếu ngày hôm đó không may bị đội trực tự đuổi thì phải cố chạy trốn vào mấy con ngõ nhỏ có một chàng trai thường hay đến hàng của cô gái để ăn mì và anh luôn gọi mì thịt bầm rẻ nhất. Thỉnh thoảng anh cũng có trò chuyện với cô, hỏi cô hôm nay buôn bán được không. Do anh ăn mặc rất bình thường và cũng luôn đi bộ đến ăn mì, nên cô còn tưởng anh là người nghèo mà còn cực kỳ lười không chịu nấu ăn cho nên mới thường xuyên đến ăn mì ở chỗ cô. Cứ như thế cho đến một ngày nọ, đột nhiên chàng trai hỏi cô gái có bạn trai chưa? Cô trả lời rằng mình nghèo thế, nhà lại còn có mẹ bị đột quỵ, cần phải chăm sóc, và một cậu em trai cần cô nuôi ăn học, làm gì có ai dám thích cô chứ? Không ngờ chàng trai lại đáp, tôi thì dám đấy. Sau đó, hai người đều ngây ra một lúc, đương nhiên cô cũng không dám trả lời. Nhưng bắt đầu từ ngày hôm đó, cứ vào 6 giờ sáng mỗi ngày, anh đều đến giúp cô vào ngày lễ tình nhân năm 2013, anh lại không đến ăn mì. Cô buồn lắm, cô đoán có lẽ anh đã có hẹn rồi. Không ngờ anh xuất hiện vào lúc 8 giờ tối hôm đó, trong tay cầm một bó hoa và tỏ tình với cô, và họ đã đến với nhau. Trong thời gian hẹn hò, anh từng nhiều lần đề nghị đưa cô về gặp gia đình, nhưng vì áp lực tâm lý quá lớn, cô cứ luôn tìm cớ né tránh. Đến tháng 4 năm 2014, sau khi sức khỏe của mẹ khá hơn nhiều, cô mới quyết định về nhà cùng bạn trai để gặp cha mẹ của anh. Thế nhưng, khi đến nhà bạn trai, cô đã rất kinh ngạc thì ra anh sống trong một căn biệt thự, nhưng từ trước đến giờ anh chưa từng nói với cô. Cô bắt đầu đấu tranh tâm lý. Cô cho rằng mình không xứng với anh, muốn từ bỏ tình cảm không có kết quả này. Khi đó anh cậu xin cô hãy tin tưởng anh một lần vào đến nhà chàng trai Cha mẹ anh nhiệt tình đón tiếp cô Sau này cô mới biết mình đã gặp cha của anh vào năm 2012 rồi Thì ra cha của anh mắc chứng đảng trí Bệnh tình lúc ổn lúc không Có khi ra ngoài rồi thì sẽ không nhớ đường về nhà Trùng hợp có một lần ông bị lạc đường Tìm đến hàng mì của cô và ăn ngấu nghiến bát mì mà người ta bỏ dở khi đó cô không hề trách móc ông mà chỉ dọn dẹp và sau đó nấu một bát mì mới cho ông ăn ngày hôm đó tần cho đến sau khi dọn hàng ông ấy vẫn không đi cô hỏi ra mới biết thì ra ông bị lạc đường nên cô đã đưa ông đến sở cảnh sát cô không ngờ một việc bình thường như vậy thôi mà lại là bước ngoặt trong đời cô sau khi quay về nhà ông đã kể lại cho gia đình chuyện về cô sau đó con trai ông bắt đầu thường xuyên đến chỗ cô ăn mì muốn giúp cô kiếm thêm chút tiền xem như là báo đáp sau này không biết vì sao anh bắt đầu cảm thấy mì của cô nấu ngày càng ngon bây giờ khi đã là chồng của cô anh giúp cô mở quán để cô tự mình kinh doanh cha mẹ chồng cũng rất yêu thương cô cô vô cùng cảm kích cuộc sống hiện tại em trai của cô cũng đã tốt nghiệp còn cô thì đang mang trong mình kết tinh tình yêu của hai người cuộc sống tươi đẹp bây giờ mới bắt đầu mỗi khi nhớ lại việc này cô cảm thấy vô cùng ấm áp vì vậy cô đã viết ra câu chuyện này để chia sẻ cùng mọi người cũng như để nói một lời cảm ơn đến chồng của mình khi giúp đỡ bố chồng Cô không hề nghĩ gì nhiều hơn, đơn thuần xuất phát từ thiện ý của mình mà thôi. Chính vì cô đã gieo thiện duyên nên cô có được thiện báo sau này. Lục Tổ Quệ năng từng giảng, mọi phúc lành đều không tách khỏi chữ tâm. Đúng vậy, trên mảnh đất trái tim, nếu chúng ta ươm xuống những hạt giống lương thiện thì sẽ có một ngày chúng kết trái đơm hoa. Khi bạn trao đi thiện lương có thể bạn sẽ không nhận được sự báo đáp ngay lập tức, nhưng nhất định vào một thời điểm khác, trong một hoàn cảnh khác, trời xanh đã tự có an bài. Phật dạy, cứ sống lương thiện, phước lành tự nhiên tới. Có một cách để đo cái phước của mình. Mình thử nghĩ về mục đích hay nguyện vọng của mình ở tương lai. Nếu tâm mình yên ắng, an ổn, thì điều đó có thể thành sự thật. Còn nếu tâm mình phấn khích, rối loạn hay mình tự trấn an bản thân về mục tiêu thì chưa đủ phước để thành tựu. Người nào mà cứ kiên trì sống tốt, nhẫn nại tạo phúc, huân tập đạo đức dài năm rồi thì tự nhiên sẽ thấy cuộc sống mình nó thoải mái hơn, mọi việc nó hanh thông hơn, cái gì cũng được sắp xếp ổn thỏa, không cần mình quá nhọc công, toan tính nữa và nhất là tình cảm của mọi người dành cho mình ngày càng nhiều tâm thì sáng hơn hiểu biết nhiều hơn ngược lại người nào quyết liệt làm ác sống tề bạc không giữ giới hạnh thì bắt đầu xui rủi kéo tới xui kỳ cục da tới dấp lui đụng gì cũng bể đổ làm gì cũng không thành tính gì cũng trật nấy rất bức bách trong cuộc sống và tâm không yên và dần dần cô độc bất tài. Người có phước đức mới có thể sống. Có những dấu hiệu khó thấy, khó hiểu là sao? Người có phúc lớn lên rồi thì tự nhiên có duyên phước, gặp được những người có tâm, có đức, đến hỗ trợ và giúp mình vượt lên thân phận tầm thường mà trước đây mình không có. Tự nhiên khuôn mặt mình nó khác rất nhiều so với vài năm trước. Tự nhiên cảnh vật, mọi người quanh mình tốt dần, tốt dần lên mà mình không ngờ. Và đặc biệt là cái phước như ý túc bắt đầu hiện lên rõ ràng hơn. Như ý túc có nghĩa là muốn gì được nấy. Ngày trước còn khó khăn. Muốn mua một bộ đồ phải dắt ốc, nhịn ăn mới mua được. Ngày nay, muốn mua là thoải mái mua. Ngày trước, tâm cứ mong cầu khát khao, được này được kia nhưng thấy rất xa xôi và điều thất bại bây giờ tâm rất nhẹ nhàng nghĩ thoáng thoáng về mục đích nào đó tức là vừa nghĩ tới tức là nghĩ vừa với cái phước của mình thì tự nhiên điều đó thành tựu như mình muốn có xe thì tự nhiên có duyên phước có xe mới mình muốn có smartphone mới để làm việc dù lúc đó không đủ tiền nhưng duyên phước sắp xếp mình vẫn có một chiếc smartphone đúng như ý mình. Mình muốn có thêm cơ hội tạo phúc thì cơ hội mở ra sờ sờ trước mắt. Một trong các dấu hiệu của Phước là đúng ý mình. Người Phước nhiều thì nhiều việc đúng ý mình, giống với mình nghĩ. Người Phước ít thì nghĩ một đằng mà thực tế là một nẻo. Muốn làm điều này nhưng thật ra chỉ được điều kia. Chư thiên ở các cõi trời càng cao chừng nào Thì phước như ý túc càng lớn chừng đó Do các vị từ lúc ở thế gian Là người rất rộng rãi, bao dung Và dễ dàng đáp ứng mọi nhu cầu của chúng sinh Nhưng là nhu cầu chân chính nha Thích hành thiện, tích đức Không cho bỏ bất kỳ việc thiện nào Ham thích phụng sự, ham thích bố thí Ham thích cúng dường Có một cách để đo cái phước của mình nữa là mình thử nghĩ về mục đích hay nguyện vọng của mình ở tương lai. Nếu tâm mình yên ắng, an ổn, thản nhiên, thì điều đó có thể thành sự thật. Còn nếu tâm mình phấn khích, rối loạn, mù mờ, hay mình tự trấn an bản thân về mục tiêu, thì chưa đủ phước để thành tựu. Như có một người, sau một thời gian dài tận tụy cống hiến cho doanh nghiệp, tự nhiên xuất hiện cảm giác hình như mình sắp lên chức. Người ấy ráng chối bỏ cái ý nghĩ đó đi vì sợ là kiêu mạn, nhưng nó cứ nhẹ nhàng hiện ra trong tâm như thật. Và chẳng bao lâu, người ấy lên chức thật. Có người thì lười tạo phúc, lười làm việc, nhưng cứ hoang tưởng đến một ngày mình sẽ làm đại gia. Càng nghĩ càng điên loạn, càng nghĩ thì càng thất bại. Vì trong cái hoang tưởng đó có cái kiêu mạn nữa người có phước đức thực sự là người như thế nào. Những người không có đủ phước đức, trí tuệ thì họ đắm chìm trong khổ đau và đoa lạc trong cảnh giới bất thiện. Họ chẳng giác ngộ mà ngày càng chìm đắm sâu hơn trong cảnh khổ. Đây thực sự là điều khác biệt giữa người có phước đức và người không có đủ phước đức. Người có phước đức thường được hiểu là những người có dung mạo đoan chánh, xinh đẹp, những người này có sự giàu sang quyền quý và sở hữu nhiều tài sản cuộc sống ấm no hạnh phúc và ít tai nạn bệnh tật một số lại có địa vị xã hội cao quý và được mọi người quý trọng thật ra đây chỉ là một chuỗi nhân quả của nhiều sự việc hành vi suy nghĩ và việc làm của người đó trong nhiều đời nếu xem đây là người có phước đức thì cũng chưa thật sự toàn diện và đúng đắn có lần đức phật cùng các vị tỳ kheo đi ngang qua một khu trang trại rộng lớn thấy một ông chủ trại giàu có khổ não đau buồn vì bị mất những con bò đức phật dạy các ông có phước đức hơn ông chủ trại giàu có kia bởi vì các ông chẳng sở hữu gì cả chẳng có trói buộc gì cả còn ông nhà giàu kia luôn có đủ thứ để lo lắng phiền muộn cuộc sống bình an chính là phước đức lâu bền nhất. Người có phước đức, Bồ Tát trợ giúp, chư thiên hộ vệ và chư Phật hộ niệm, không phải là người không bao giờ gặp các tai nạn, khổ não và phiền muộn, mà những người này vẫn gặp các rắc rối, khổ não và đau buồn ở cuộc đời như những người bình thường khác. Nhưng có một cái khác biệt là thông qua những cái khổ như vậy, những người có phước đức thì họ giác ngộ họ vượt qua được và có được sự hiểu biết đúng đắn, tức là có được chánh kiến. Những người không có đủ phước đức trí tuệ thì họ đắm chìm trong khổ đau và đoa lạc trong cảnh giới bất thiện. Họ chẳng giác ngộ mà ngày càng chìm đắm sâu hơn trong cảnh khổ. Đây thực sự là điều khác biệt giữa người có phước đức và người không có đủ phước đức. Bề ngoài, tuy có sự khác biệt về tài sản, về vật chất, về địa vị xã hội. Nhưng những thứ đó đều không thực sự quan trọng. Điều cốt yếu ở đây là tùy mỗi hoàn cảnh mà người sống, người có phước đức thì mỗi mỗi đều là có sự giác ngộ về hoàn cảnh cuộc sống của chính mình. Phước đức ở đây chính là trí tuệ để có thể thấu cảm và nhìn ra được sự thật ở trong chính cuộc đời của mình và từ đó mà tăng trưởng thiện căn, phước lành và trí tuệ hướng đến sự giải thoát khỏi khổ đau phiền muộn, hạnh phúc và sướng vui. Cuối đầu, xin mười phương Phật Pháp Tăng chứng minh cho phần phước này có được. Xin nguyện sẽ là nhân duyên cho con và tất cả chúng sanh đời đời được sống trong hiểu biết và thương yêu. Bốn loại phước đức Lúc Đức Phật còn tại thế, có một vị trưởng giả tên là Âm Duyệt, nhà rất giàu có không có điểm nào là đáng phàn nàn, trừ một điều là tuổi đã cao mà chưa có đứa con trai nào, nên từ sáng đến tối ông cứ rầu rầu nét mặt. Nhưng giờ thiện căn đời trước, nên một hôm liên tiếp bốn loại phúc đức cùng đến với ông trong một lúc. Đó là, thứ nhất, vợ ông sinh được một cậu con trai kháo khỉnh xinh xắn, không ai bị kịp. Thứ hai, trong chuồng ngựa có vô số ngựa trắng đều đồng thời sinh sản rất nhiều ngựa con khỏe mạnh thứ ba ông được vua phái người tới tận nhà phong thưởng chức thước thứ tư những chiếc tàu buôn ông gửi ra nước ngoài tìm kho tàng đều về tới bến thành công mỹ mãn vị trưởng giả hoan hỉ vô cùng ông nghĩ rằng đó là do chư thiên ban phúc cho mình nên phải tập hợp gia tộc lại làm một bữa tiệc cổ cao lương mỹ dị cúng tế tạ ơn lòng tốt của chư thiên. Lúc ấy đương nhiên, rất nhiều thiên dương cùng bác bộ thiên long và người cõi trời rải rác trong hư không, thấy vị trưởng giả phúc đức đầy đủ như thế, đều âm thầm tán thán. Đức Phật Thích Ca cũng vì đời trước có chút nhân duyên nên cũng đến trước cửa nhà trưởng giả để nói kệ các tường phúc đức trổ mạnh mẽ niềm vui tới một lúc do phúc đức đời trước nay đến lúc thành thục âm duyệt trưởng giả nghe pháp âm vi diệu của đức phật thích ca mừng rỡ chạy ra ngoài cửa cung kính lễ bái mà nói ngài là vị xuất gia được cả pháp giới này tôn kính bậc nhất phúc tuệ song toàn nên độ quá được chúng sinh trong cả mười phương thế giới hôm nay biết trước nhà tôi có may mắn vô hạn nên ngài tới đây mà tán dương lòng tôi thật vô cùng cảm kích nói xong bèn đem ra những tấm thảm nhung trắng loại thường hảo hạn ra cúng dường đức phật đức phật tiếp nhận rồi bèn chú nguyện cho ông và còn từ bi khai thị rằng trên thế gian này ngay trong bản thể của tiền tài vốn đã bị năm loại tai nạn nguy hiểm chi phối nhưng người ta không biết cái đạo lý này nên cứ mong cầu không chịu biết đủ tính toán chi ly đến khi chết đồng xu nhỏ cũng không mang theo được tiền tài như thế chỉ đem lại sự phiền não cho chúng ta mà thôi hôm nay nếu trưởng giả dùng cái tiền tài bất an ấy để bố thí cúng dường thì sau này phúc đức và chuyện vui nào cũng sẽ theo nhân duyên đó mà đến với ông trưởng giả nói năm tai nạn nguy hiểm ấy là gì đức phật trả lời thứ nhất là không biết trước sẽ bị lửa thiêu cháy lúc nào thứ hai là đề phòng nạn bão lục không kịp thứ ba là bị quan quyền dùng áp lực tịch thu mà không làm sao kháng cự thứ tư là sinh con bất hiếu tiêu phí khánh tận gia sản thứ năm là đạo tặc vô tình cướp đoạt trong số năm nạn trên bất cứ tai nạn nào xảy ra gia sản cũng sẽ bị tổn thất ngay thí dụ nếu có một người phạm tội với quan quyền thì không những bất cứ của cải nào của họ cũng bị tịch thu mà còn có thể bị giam cầm trong lao tù cho đến cả bị xử tử nữa cũng không chừng lúc ấy người đó làm cách nào để chống chọi hay bảo vệ được tài sản cho được an toàn đây? Lại nói, kiếp trước có một người đã từng bố thí bảy lần, nhưng mỗi lần bố thí xong là điều vô cùng hối hận, tiếc rẻ. Do không bố thí với tâm trí thành, nên sau đó người ấy tuy có vô số tiền của, nhưng cũng bị phá sản bảy lần. Trưởng giả nghe thế, xin tâm trí thành, bố thí một cách quan hỷ. Đức Phật nói xong cũng tức khắc quay trở về núi Kỳ sa Quật. Đồng một lúc ấy có một vị ngoại đạo tên là Bất Lan Ca Diếp. Nghe nói Đức Phật chỉ thuyết có một câu kệ cát tường mà được vô số thảm nhung trắng, bèn sinh tâm ganh tị, tìm cách bất trước làm thử. Nhưng ông không biết nói kệ nên đến xin Đức Phật dạy cho. Đức Phật biết trước trưởng giả âm duyệt trong tương lai sẽ mất hết tài sản lẫn phúc đức trong cùng một lúc, nên dùng lời khéo léo để khuyên can ngoại đạo. Nhưng người này cho rằng Đức Phật không chịu dạy cho mình, nên cứ theo kèo này năn nỉ mãi. Đức Phật có đại thần thông, thấy nhân duyên kiếp trước của Bất Lan Ca Diếp, biết nghiệp chướng không thể tránh được, nên nói với đại chúng tại chỗ rằng, tội không tránh được, có nợ phải trả, rồi ngài nói lên bốn câu kệ khác thường dạy cho Bất Lan Ca Diếp. Không lâu sau, trưởng giả âm duyệt đã mất hết tài sản trong một trận quả thiêu. Rất nhiều ngựa con cũng chết cháy trong cùng một lúc. Đứa con trai quý, bất hạnh, yếu mệnh. Đồng thời, có người ganh ghét, xàm tấu ông giới vua, nên bao nhiêu chức vị được phong thưởng ngày nào đều bị tước lại. Chưa hết, những con tàu của ông gửi đi kiếm kho tàng đều bị bạo tố lật úp và cả vốn lẫn lời đều chìm sâu trong biển cả đúng lúc ấy bất lan ca diếp hồ hởi phấn khởi đến trước nhà trưởng giả mạnh miệng đọc to lên những câu kệ các trường trưởng giả đang phiền não không có chỗ để phát tiết đột nhiên nghe những câu kệ các trường ngỡ rằng bất lan ca diếp cố ý chọc tức mình nổi giận mặt mày đổi từ trắng ra xanh bất chấp hết thảy thuận tay tốn lấy cây gậy dựng ngay bên cánh cửa đánh bất lan ca diếp một trận túi bụi đáng thương cho bất lan ca diếp trong thoáng chốc bị đòn đánh thân cả người bầm tím mang đầy thương tích bò lê bò càng đau đớn trở về nhà nhưng tuy vậy vẫn chưa tỉnh ngộ cứ ngỡ rằng tại đức phật không chịu dài kệ cho rõ ràng Lúc ấy Đức Phật đang ở vườn trúc La Duyệt Tri, thuyết pháp. Ngài nói với đại chúng rằng, Bức Lan Ca Diếp hôm trước tới đây đòi ta dạy cho kệ các tường. Ta khuyên can mà không nghe. Hôm nay lại đằng đó bị đã thương rồi. Anan -an hỏi Đức Phật, Bức Lan Ca Diếp làm gì trưởng giả kia có nhân duyên gì với nhau mà bị quả báo ấy? Đức Phật nói, đó là tại có một nhân duyên rất lâu xa về trước. Thời ấy, có một ông vua tên là Âm Duyệt. Một hôm, vua đang ngủ trưa, thì có một con chim anh vũ bay lên trên mái cung đình mà hót. Tiếng hót nghe rất cảm động. Vua nghe nó hót, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Bèn hỏi người xung quanh rằng, đó là loài chim gì? Sao nó hót nghe cảm động đến thế? Người xung quanh đáp, có một con chim kỳ diệu mới bay tới hót trên mái cung đình. Vua nghe thế, sai rất nhiều người đi lùng kiếm nó ở khắp mọi nơi. Lùng mãi, cuối cùng cũng bắt được. Dùa vua vui mừng không kể xiết, bèn dùng ngọc, châu cơ, thủy tinh, lưu ly, trân châu, sang hô, anh lạc dân dân. Rất nhiều châu báu như thế, làm lòng cho nó ở. Từ sáng đến tối, giữ nó mãi bên mình không chịu lìa xa về sau có một con chim khác tên là mộc điểu thấy thế bèn hỏi chim anh vũ rằng làm sao mà bạn được sung sướng tục cùng như thế anh vũ đáp tôi tình cờ hót chơi giải buồn trên mái cung đình vua nghe được cho rằng nghe cảm động nên sủng ái tôi như thế chim mộc ganh tức nói tôi có thể hót hay hơn bạn lúc vua sắp ngủ trưa chim mộc bèn bay trước cung đình hót rầm rĩ vua giật mình tỉnh giấc rỡn tóc gái nổi giận hỏi người xung quanh tiếng gì nghe rùng rợn đến thế người xung quanh đáp đó là con chim mộc đang hót trước cửa vua chưa ngu giận lập tức ra lệnh bắt nó giặt lông và đánh cho một trận rồi mới thả về chim mộc bò ngã bò nghiêng trở về tổ có rất nhiều chim khác thấy tình trạng của nó như thế thì kinh hoàng hỏi nguyên do chim một không những không chịu nhận sự thật mà còn quán trách chim anh vũ mà nói với đồng loại rằng tại con chim anh vũ tôi mới ra nông nổi này đức phật ngừng một lúc rồi lại nói tiếp âm thanh hay có thể đem lại phúc đức âm thanh dở thì đem đến tai quà chim một tự làm hại lấy mình mà còn dẫn lây chim anh vũ. Vì vua thọ ấy chính là trưởng giả âm duyệt ngày nay. Chim một là bất lan ca diếp trong quá khứ đã ganh tị với chim anh vũ nên bị đánh đập đau đớn. Kiếp này cũng lại ganh thức với Phật, cũng lại bị nặng gậy gọc. Chính vì cái tâm ganh tị thiêu đốt mà không chịu hối cải. Anan hỏi Đức Phật: Trưởng giả âm duyệt đời trước làm công đức gì mà lại được bốn loại phúc báo? Và tại sao bây giờ phúc đức ấy lại bị tiêu mất? Đức Phật trả lời. Trong đời trước, lúc còn trẻ, âm duyệt tinh phụng Phật Pháp, chỉ thành cúng dường thánh chúng, nguyện xin cho được giàu có. Quả nhiên về sau, được như nguyện. Nhưng khi cưới vợ rồi thì bất hạnh, đâm ra đam mê tự sắc, khinh mạng tam bảo đã thế còn không có tâm từ bi không gieo trồng thiền căn vì thế phúc báo của ông ta tan đi như bóng trăng đáy nước hoa đốm trong không biến mất trong nháy mắt sau đó thật đáng thương sẽ bị vô hạn thống khổ bước bách chịu tận cùng khổ báo rồi mới tiêu trừ được nghiệp chướng nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật cảm ơn quý phật tử và quý khán thính giả đã dành thời gian theo dõi chương trình này của chúng tôi nếu thấy hay và ý nghĩa quý vị có thể góp ý trao đổi và chia sẻ nội dung này đến với những người mà mình quan tâm hẹn gặp lại trong các chương trình sau thân ái chào tạm biệt